xin chia sẻ một chút về những cảm nhận và một vài kinh nghiệm nho nhỏ của mình trong quá trình học thuộc bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Bộ kinh Địa Tạng này, ấn tượng đầu tiên khi mình cầm lên trước khi học, mình thấy nó quá dày. Mình nghĩ dày thế này làm sao mà học được. Nhưng cuối cùng thì cũng học được. Và mình học thuộc bộ kinh Địa Tạng này trong vòng 1 tháng. Trong đó 6 ngày đầu tiên thì mình học được 6 phẩm kinh. Còn những phẩm còn lại do mình mắc công việc bận nên mình học dài rác, 1 tháng thì xong bộ kinh này. Thì theo một chút cái kinh nghiệm nho nhỏ của mình ấy, thì mình nhận thấy là để cho học được chắc chắn và bền vững thì không nên học theo kiểu học vẹt, tức là chỉ đọc do theo một cái đà có sẵn mà không hiểu thực sự mình đang đọc cái gì, mình đang nói, đang đọc đến cái nội dung hay cái vấn đề gì, nó có ý nghĩa làm sao. Mình không hiểu bản chất mà chỉ đọc theo cái thói quen, theo một cái chớn đấy thôi. Thì khi mình bị nhỡ, bị vấp, bị nhầm một vài từ hoặc bị quên một hai chữ thôi là mình sẽ quên luôn cả cái đoạn kinh đó và không nhớ ra để đọc tụng cái phẩm kinh đó nữa. Nhưng cách học của mình là trước khi học thuộc mình sẽ phải nắm rõ trong phẩm kinh đó Đức Thế Tôn dạy những điều gì, có những đạo lý gì, có nội dung gì nổi bật, có những nhân vật nào xuất hiện trong đó, có những tình tiết chính gì. Như thế mình phải nắm được sơ bộ như thế, giống như một cái khung sườn. Rồi sau đó mình mới tiến hành mình học thuộc kinh. Và trong khi học kinh thì mình có cái, mình thấy cách học cũng khá là thú vị, đó là mình vừa học vừa tự dò bài, mình học đến đâu thì tự hỏi mình và tự trả lời đến đó. Ví dụ như học phẩm 1 kinh Địa Tạng đến đoạn Bà La Môn nữ cứu mẹ thì mình vừa tự đặt ra câu hỏi vừa tự trả lời luôn theo diễn biến của cái mạch kinh ấy. Thời đó có Đức Phật ra đời, ngài danh hiệu là gì, ngài trụ thế bao lâu, thời tượng pháp có một Bà La Môn nữ, thánh nữ đó gia cảnh như thế nào, là người như thế nào, có một bà mẹ đó tính cách ra sao, rồi sau khi bà ấy chết thánh nữ đã làm gì, thánh nữ đến chùa dâng cúng cho Phật xong thì việc gì đã xảy ra, sau khi nghe Phật dạy bảo thánh nữ về nhà, thánh nữ đã làm gì và đi đến đâu, gặp ai, có những gì diễn ra sau đó. Đó thì từng đi từng tí mình cứ dò, tự dò bài mình, dần dần thì sẽ nhớ được những cái nội dung chính đó. Rồi sau đó mình mở quyển kinh ra, lúc đó thì mình mới bổ sung thêm vào, đoạn này mình thiếu một hai ý, chỗ kia mình sai nhầm hoặc là thiếu một hai từ, lúc đấy bổ sung dần dần nó giống như là đắp từ một cái xương, mình đắp thịt dần thì nó thành một cái phẩm kinh, rồi dần thành một quyển kinh, cuối cùng thành một bộ kinh hoàn chỉnh. Cách học như thế này mình thấy nó rất bền vững, sẽ không bao giờ quên. Quan trọng khi học thuộc kinh là phải nắm được cái tinh thần và cái đạo lý mà Đức Phật muốn truyền tải trong đó, chứ không phải là chỉ đọc giống như một con vẹt, đọc mà không hiểu gì thì nó rất là dễ quên. Và phải hiểu thì mình mới hành trì tiếp theo được. Đó là cách để mình học kinh. Đó. Còn những cảm nhận khi hành trì kinh Địa Tạng thì mình nhận thấy khi học thuộc kinh rồi mình mới hiểu rõ ý nghĩa thật sự của việc học thuộc kinh và cúng dường việc học thuộc kinh đó lên chư Phật Bồ Tát là như thế nào. Bởi vì khi mình học thuộc rồi thì bộ kinh đó sẽ nằm lại mãi mãi ở trong tâm thức của mình, nó giống như một kim chỉ nam hoặc giống như một cái định hướng, một chuẩn mực giúp mình có thể điều chỉnh được những lời nói, hành động, suy nghĩ của mình nó không bị quá sai lầm mà nó sẽ đi theo cái hướng đúng đắn hợp với lời Phật dạy. Rất nhiều lần mình đã
lỡ khởi ra ý nghĩ bậy bạ này, làm ra một hành động gì đó không đúng, nói lời nào đó nó không phù hợp, thì ngay lập tức một lời kinh tương ứng với bối cảnh đó, với trường hợp đó vang lên trong đầu mình, và mình nhớ lại trong kinh Đức Thế Tôn dạy như thế này, tại sao mình làm thế kia, mình đã sai rồi, không nên làm như vậy, và tự mình điều chỉnh lại, hoặc là nhắc nhở mình để lần sau cố gắng tránh, đừng có phạm phải những điều tương tự nữa. Hoặc là trong kinh Đức Thế Tôn dạy trường hợp này phải nên làm thế này này, là cái này đáng làm này, hãy làm. Đó thì đó là tác dụng của việc học kinh, luôn luôn nhắc nhở mình hành trì theo những gì Phật dạy. Chứ còn thực ra kinh điển là do Phật Bồ Tát thuyết ra, thì các ngài rõ hơn ai hết, các ngài đâu có cần mình mỗi ngày mình ngồi đó đọc tụng lại cho các ngài nghe đâu. Cái chính là đọc để cho mình nghe và mình làm theo những gì Phật dạy và chuyển hóa cái thân tâm của mình. Thì khi mình học thuộc, luôn nhớ nghĩ đến và làm theo những gì kinh dạy, mình nghĩ đó chính là đang đọc tụng và hành trì kinh điển một cách đúng nghĩa, chứ không phải là mình chỉ đọc rồi để đấy rồi ra bên ngoài là kinh một nơi đời một nẻo, kinh là kinh mà tôi vẫn là tôi, nó cũng không có liên quan gì đến nhau, thì đấy vẫn chưa phải là ý nghĩa thực sự của việc học thuộc kinh. Rất nhiều lần vì nhờ có những lời kinh Địa Tạng mình đã học thuộc, mình đã nhận ra được cái sai lầm của mình rất nhanh, mình điều chỉnh lại kịp thời trước khi nó trở nên là quá nghiêm trọng hay là quá muộn, hoặc là thậm chí trước khi cái sự việc ấy xảy ra mình cũng đã nhận ra về để điều chỉnh cái tâm thái, hành vi và suy nghĩ của mình rồi. Thì đó là nhờ việc học thuộc kinh, lúc nào cũng có một cái sự nhắc nhở âm thầm như thế. Ngoài ra thì còn rất nhiều những cảm nhận khác mà mình cũng không thể kể chi tiết được, nhưng nói chung là trong cuộc đời có thể học thuộc và hành trì theo một bộ kinh nào đó. Đó, thì đó là một duyên phước và rất đáng trân trọng. Mình hy vọng qua chia sẻ nho nhỏ của mình, các bạn sẽ có thêm động lực và một cách nhìn nhận đúng đắn, một nhận thức chính xác về việc học thuộc kinh là như thế nào để đạt được nhiều lợi ích. Và cũng hy vọng các bạn sẽ ngày càng thêm yêu mến và gắn bó với bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, nương vào oai lực gia hộ và lòng từ bi không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng. Chúc các bạn may mắn, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn kinh Nhân Quả Luân Hồi. Xin chào các bạn. Ha ha ha,